Mùa thu đã gợi lên cảm hứng cho biết bao nhiêu thi sĩ. Đỗ Phủ đã từng viết về mùa thu: Khóm cúc tuôn đôi dòng lệ cũ, con thuyền buộc chặt mối tình nhà. Cũng cùng chung cảm hứng ấy, tác giả Nguyễn Khuyến đã sáng tác Chùm thơ thu. Trong đó có những câu thơ rất hay: Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Tới Xuân Diệu, nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới, chúng ta lại thấy hình ảnh của mùa thu. Đây, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Rõ ràng là mùa thu đã gợi lên cảm hứng cho rất nhiều thi sĩ khác nhau. Và một thi sĩ mà cũng đem lại cho chúng ta những vần thơ vô cùng giản dị về mùa thu, đó chính là nhà thơ Hữu Thỉnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu một bài thơ thu của nhà thơ Hữu Thỉnh, đó là bài Sang Thu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu những nét chính về tác giả Hữu Thỉnh. Tên khai sinh của tác giả là Nguyễn Hữu Thỉnh, ông sinh năm 1942, quê quán ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông đã có nhiều năm làm công tác tuyên huấn trong quân đội. Ông là một ngòi bút viết nhiều về đề tài chiến tranh, người lính và cuộc sống nông thôn. Ông cũng trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hiện thì ông là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về tác phẩm. Bài thơ được in trong tập Từ Chiến Hào Tới Thành Phố, sáng tác năm 1977. Thể thơ của bài là thể ngữ ngôn. Về mặt bố cục, chúng ta thấy bài có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, tín hiệu báo thu về. Phần thứ hai là quang cảnh đất trời vào thu. Và phần thứ ba là những biến đổi âm thầm trong lòng cảnh vật. Từ đây chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết từng phần. Phần thứ nhất, tín hiệu báo thu về. Mùa thu đã được nhận ra bằng những tín hiệu nào? Đầu tiên là hương ổi phả. Rõ ràng là tác giả đã nhận ra tín hiệu của mùa thu bằng khứu giác rất tinh tế của mình. Đó còn là hình ảnh gió, mà là gió se, gió lành lạnh. Đó là sự cảm nhận bằng xúc giác. Rồi thứ ba là hình ảnh xương. Xương dường như lại đang trùng trình. Biện pháp nhân hóa ở đây đã thể hiện sự cảm nhận bằng thị giác rất tinh tế của tác giả. Như vậy ở đây ta thấy tác giả đã liên tục sử dụng các biện pháp như là nhân hóa, sử dụng các từ láy và hình ảnh giàu sức gợi để từ đó miêu tả cho chúng ta thấy được một không gian tín hiệu, có tín hiệu của mùa thu đang về. Đồng thời những từ như bỗng, những từ như hình như diễn tả một tâm trạng ngạc nhiên, ngỡ ngàng, mơ hồ, bâng khuâng, xao xuyến trước hình ảnh mùa thu đang về. Tất cả những hình ảnh đó tạo nên một vẻ đẹp mùa thu mà nó đang khẽ gõ cửa không gian, một khoảnh khắc giao mùa mà chỉ có con người tinh tế mới nhận thấy. Để rồi trong khổ thơ thứ hai, tác giả đã vẽ ra cho chúng ta thấy được hình ảnh của mùa thu. Quang cảnh của đất trời sang thu như thế nào? Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Sông thì rành ràng, chim thì bắt đầu vội vã. Còn ngay cả đám mây mà được gọi là đám mây mùa hạ ấy, nó vẫn có một cái nửa của không gian mùa thu. Như vậy ở đây tác giả lại liên tục sử dụng những phép đối diễn tả sự vận động tương phản của sự vật, đồng thời sử dụng từ láy gợi cảm, nhân hóa, làm cho sự vật trở nên có hồn. Tất cả những biện pháp này có phần miêu tả hình ảnh đất trời đang chuyển biến, trong chuyển biến rõ ràng sang thu. Các cảnh thu thì đều là cảnh thực,
dòng sông mùa thu không còn lũ nữa nên đã chảy hiền hòa chậm rãi hơn. Mùa thu quả là bản lề chuyển qua mùa đông, nên chim vội vã lo làm tổ, lo trữ lượng thức ăn. Và trong không gian, mùa thu cũng còn lưu lại một chút, đó là đám mây mùa hạ. Đã có một chút màu sắc của mây mùa thu rồi, thế nhưng mà nó vẫn còn lưu luyến, chưa chuyển biến rõ rệt. Các hình ảnh được liệt kê ở khổ thơ này đều cấp cho chúng ta cơ sở nghĩ đến bức tranh giao mùa. Chỉ có điều cần chú ý, các từ ngữ ở khổ thơ đầu sang đến khổ thơ thứ hai như phả, trùng trình, rành ràng, vội vã, bất bình đã cấp nhân tính cho cảnh vật, ngụ ý đến tâm thái của con người sau các cảnh ấy. Dù chậm hay nhanh, rành ràng hay vội vã, tất cả các vận động của cảnh thu đều tập trung tô đậm một ý nghĩ. Đây là lúc vạn vật và con người đang thay đổi trạng thái, không phải ngẫu nhiên bài thơ có nhan đề sang thu. Sự chuyển mùa từ hạ sang thu là điểm tựa cho kết cấu của bài thơ. Từ đây chúng ta có thể liên hệ giữa khổ 1 và khổ 2 để cảm nhận về hình ảnh đất trời sang thu được rõ rệt hơn. Về mặt giác quan, nếu ở khổ 1 thì tác giả đã cảm nhận nó bằng rất nhiều giác quan như thính giác, thị giác, khứu giác với cảm giác ngỡ ngàng, thì ở khổ thứ 2 tác giả chủ yếu là ngắm nhìn với tri giác. Vị trí miêu tả của cảnh cũng thế, nếu ở khổ 1 thì thiên nhiên được miêu tả ở tầm thấp gần, thì ở khổ thứ 2 thiên nhiên được miêu tả ở tầm cao xa rộng hơn. Từ đây chúng ta hãy thử suy nghĩ xem tác giả đã miêu tả không gian mùa thu ấy với những hình ảnh đặc trưng như thế nào. Vẫn còn bao nhiêu nắng, đã vơi dần cơn mưa, sớm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Khổ thơ thứ ba, tác giả lại tiếp tục miêu tả những dấu ấn của mùa thu. Mà ở trong đấy thì nó vẫn có một chút phảng phất hương vị của mùa hạ. Nắng thì vẫn còn, mưa vẫn còn, sớm đúng là vẫn còn, nhưng tất cả những điều đấy thì nó đã vơi dần, vơi bớt đi để nhường cho dư âm của để dư âm của mùa hạ bớt dần đi, nhường cho bước chuyển tới của mùa thu. Đặc biệt, ở đây chúng ta sẽ để ý đến hai câu cuối. Sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Đây là hai câu thơ có nhiều lớp nghĩa. Nghĩa tả thực thì sấm và hàng cây lúc sang thu rõ ràng là có sự thay đổi. Thế nhưng mà ở mặt ý nghĩa ẩn dụ thì sấm thường như chỉ cho những vang động bất thường của cuộc đời ngoại cảnh của con người. Còn hàng cây đứng tuổi là con người từng trải, có bản lĩnh vững vàng hơn. Như vậy là hai câu thơ này tác giả không chỉ nói về cảnh vật mà còn nói về con người nữa. Hai chữ đứng tuổi kết bài thơ không còn nghi ngờ gì nữa là sự ngụ ý về con người. Nói chuyện cảnh thu nhưng thực tế là tác giả đang nói về chuyện người. Toàn bài sang thu là không gian chuyển mùa hạ sang mùa thu được quan sát và cảm nhận một cách tinh tế với các hình ảnh chọn lọc. Bài thơ tất nhiên đã chọn tả những cảnh thu thật đẹp, thật quyến rũ, thật điển hình, song không dừng ở việc tả thực. Cần lưu ý đến nghĩa tượng trưng, và chúng ta thấy tùy theo tâm trạng mỗi người có một sự tiếp nhận khác nhau. Với Hữu Thịnh, một người lính đi ra từ cuộc chiến tranh khốc liệt sang cuộc sống hòa bình, thì sự xúc động nghiêng về cái bình yên sâu thẳm của mùa thu hòa bình đã chiếm lấy tâm hồn tác giả. Mùa thu như tuổi trẻ, ảo ạt, mãnh liệt. Mùa hạ như tuổi trẻ ảo hạt mãnh liệt, nhưng mùa thu thì đằm thắm, chín chắn. Người lính từng trải, tựa như hàng cây đứng tuổi, đã vượt qua bao thử thách giông tố của cuộc đời, nên không có gì với anh là bất ngờ, ngay cả tiếng sấm. Nói như Hữu Thỉnh, bài thơ sang thu là tâm trạng, là xúc cảm của người lính vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh, như đất trời đi từ mùa hạ sang mùa thu, biết trân trọng quý giá từng giây phút của mùa thu hòa bình. Điểm nhìn của người lính chính là nhân tố tạo nên sự độc đáo, đóng góp riêng của Hữu Thịnh cho truyền thống thơ mùa thu Việt Nam.
Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu khổ thức thứ ba và thấy ở đây tác giả đã miêu tả những chuyển biến âm thầm trong làng thực vật với nắng, với mưa, với sấm, với hàng cây, và đặc biệt thì tác giả đi sâu vào hình ảnh của sấm hàng cây để nói về một ý nghĩa tượng trưng, đó là muốn nói về bản lĩnh cứng cỏi và điềm tĩnh của con người trước tất cả mọi biến chuyển đang xảy ra của sự vật. Từ đấy thì chúng ta thấy bài thơ đã gợi chúng ta những suy ngẫm sâu xa kín đáo về cuộc đời, về con người, đặc biệt là con người đã ở thời kỳ lớn tuổi, thời kỳ trung niên. Từ việc tìm hiểu ba khổ thức trên, chúng ta thấy ý nghĩa của bài thơ. Nó không chỉ là cảm nhận tinh tế của tác giả trước thời điểm giao mùa, mà còn thể hiện tình cảm tha thiết, trân trọng trước vẻ đẹp của quê hương xứ sở. Và bên cạnh đấy thì tác giả bộc lộ những suy nghĩ về cuộc đời, về con người. Về mặt nghệ thuật, ta thấy tác phẩm có những biện pháp như nhân hóa, ẩn dụ, kết hợp với biện pháp đối lập tương phản. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng rất nhiều từ máy gợi cảm và hình ảnh giàu sức tượng trưng nữa. Đặc biệt là hai câu cuối, hai câu mang tính chất ẩn dụ. Tác giả đã thể hiện những suy ngẫm sâu lắng về cuộc đời, về con người. Bài thơ thật giản dị thôi, nhưng nó để lại cho chúng ta rất nhiều ấn tượng, và đọc mãi chúng ta vẫn cảm thấy không bao giờ có thể chán được. Từ đây, chúng ta thấy bài thơ đã miêu tả giây phút từ cuối hạ sang thu với những chuyển biến của đất trời nhẹ nhàng mà rõ rệt. Những chuyển biến này đã được hữu tình gợi lên bằng những cảm nhận tinh tế qua những hình ảnh giàu sức gợi cảm. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài sắc thu. Chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng. Xin chào tất cả các em.